Ngày 6 tháng 2, đồng chí Hà Ngọc Liên, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã đến thăm chúc Tết cán bộ nhân dân xã Giao Thiện và xã Quang Hiến. Đến thăm chúc Tết hai địa phương này, đoàn công tác, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã được nghe đại diện lãnh đạo xã báo cáo về kết quả phát triển kinh tế xã hội địa phương năm 2017, phương án đảm bảo an ninh trật tự, chuẩn bị cho bà con vui Tết đón xuân Mậu Tuất 2018. Đồng chí Hà Ngọc Liên chúc mừng những kết quả mà các địa phương đạt được trong năm vừa qua của hai địa phương. Đề nghị Đảng bộ, chính quyền các xã Quang Hiến, Giao Thiện tập trung lãnh chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương, thực hiện tốt việc chuyển đổi cây trồng trên đất dốc theo chủ trương của tỉnh, huyện và thành lập hợp tác xã nông nghiệp, ký kết bao tiêu sản phẩm với doanh nghiệp tiêu thụ. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự đảm bảo an ninh trật tự xã hội trên địa bàn trong dịp Tết. Tổ chức thăm hỏi tặng quà gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo. Đồng chí Hà Ngọc Liên đã trao quà của tỉnh, của huyện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách tại xã Quang Hiến và xã Giao Thiện.